Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin trưa của chúng tôi. Bản tin trưa 21 tháng 4 được cập nhật đến 11 giờ hàng ngày và sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tòa án nhân dân bác đơn kháng cáo kêu oan của cựu trưởng công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê. Hà Nội khử khuẩn trường lớp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. Cựu phó chánh văn phòng ăn đất vàng bị đề nghị từ 18 đến 20 năm tù. Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền lớn ở Gia Lai. Quân đội Mỹ chuẩn bị cho khả năng sơ tán nhân viên đại sứ quán ở Sudan. Thông tin chi tiết về những sự kiện diễn ra trong sáng 21 tháng 4 sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 20 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của bị cáo Phùng Anh Lê, cựu đại tá, cựu trưởng công an quận Tây Hồ, cựu trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội. Thông tin từ báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Sau một ngày làm việc, gần 20 giờ tối 20 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã bác đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Phùng Anh Lê, cựu đại tá, cựu trưởng công an quận Tây Hồ, cựu trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội trong vụ tha người trái pháp luật. Trước đó, bị cáo Phùng Anh Lê bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo gây ra hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm trật tự, trị an, an toàn hành chính của nhà nước, gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan tiến hành tố tụng, nhất là cơ quan điều tra. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chính thức yêu cầu các phòng giáo dục đào tạo các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trường học, trực thuộc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thực hiện nghiêm công tác tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Các trường sẽ phải thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo hàng ngày và báo cáo đột xuất khi phát sinh tình huống dịch bệnh phức tạp về sở, ghi nhận từ Báo An ninh Thủ đô. Trước đó, trong công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo, trường học tăng cường phòng chống dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ động xây dựng phương án phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó linh hoạt, hiệu quả đối với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Các trường có trách nhiệm theo dõi, cập nhật thông tin dịch bệnh để khuyến cáo các thành viên trong nhà trường thực hiện các biện pháp phòng chống như vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường, lớp học, đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các điểm tập trung đông người. Báo Tuổi Trẻ cho biết, ngày 20 tháng 4, phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu chủ tịch thành phố Hạ Long Phạm Hồng Hà cùng 27 bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 diễn ra tại Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh bước sang ngày thứ hai. Căn cứ kết quả điều tra, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm với xã hội và các bị cáo đã cấu kết hình thành lợi ích nhóm, phạm nhiều tội. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 15 đến 17 năm tù dành cho bị cáo Phạm Hồng Hà, cựu chủ tịch UBND thành phố Hạ Long kiêm trưởng ban quản lý Vịnh Hạ Long về tội tham ô tài sản và nhận hối lộ. Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2021, công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 ký kết thực hiện các hợp đồng quản lý, bảo trì, xây lắp biển báo hiệu, điều tiết đảm bảo giao thông với Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam, ban quản lý Vịnh Hạ Long và một số chủ đầu tư khác. Quá trình triển khai, lãnh đạo và nhân viên công ty đã thông đồng bớt xén khối lượng công việc, lập khống sổ sách nghiệm thu để chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp khu đất vàng ở phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chiều ngày 20 tháng 4, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo phiên tòa nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều ngày 25 tháng 4, thông tin từ báo Công an Nhân dân. Hai bị cáo trong vụ án là Lương Thế Hiển, cựu phó chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, và Nguyễn Thị Liên, vợ bị cáo Hiển, bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Thanh Thủy, trú quận Đống Đa, Hà Nội. Tại phiên tòa, bị cáo Hiển không nhận tội khi cho rằng bị cáo có hợp tác kinh doanh và giao tổng số tiền 200 tỷ đồng cho ông Thủy để góp vốn và chuyển nhượng phần vốn góp đầu tư mua nhà đất số 296, 298, 300 trên phố Bà Triệu. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của từng bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hiển từ 18 đến 20 năm tù. Bị cáo Liên bị đề nghị từ 30 đến 36 tháng tù, cho hưởng án treo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 20 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa tiến hành khởi tố bị can Trần Thị Thủy, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tỉnh Trà Vinh, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển bất động sản Thủy Phát Len về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, báo Đại đoàn kết đưa tin. Theo điều tra của công an, tháng 1 năm 2021,
công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển bất động sản Thị Phát Len, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương không được chủ sở hữu ủy quyền hoặc cho phép môi giới chuyển nhượng thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhưng vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng cho khách hàng với giá 530 triệu đồng và nhận đặt cọc số tiền 330 triệu đồng từ khách hàng. Đến hạn hợp đồng, Trần Thị Thủy đưa ra nhiều lý do để trì hoãn thời gian ký công chứng bàn giao đất cho khách, đồng thời cam kết trả lại 330 triệu đồng cho khách hàng kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng. Tuy nhiên, Thủy chỉ trả 50 triệu đồng rồi cắt liên lạc. Ngoài vụ án trên, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy nã với Trần Thị Thủy về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Thông tin từ báo Pháp Luật cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trên địa bàn huyện Chư Pức, tỉnh Gia Lai. Đối tượng là Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1980, trú ở xã Ia Plứ, huyện Chư Pức, để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Bình là đối tượng cầm đầu của đường dây khi quản lý tài khoản cá độ bóng đá trên mạng bóng88.com. Bình đã chia ra nhiều tài khoản nhỏ cho các con bạc trên địa bàn huyện chơi cá độ bóng đá từ 5 đến 50 triệu đồng trên một trận đấu ở các giải bóng đá trên thế giới. Với cách thức hoạt động nói trên, từ đầu tháng 2 năm 2023 đến nay, các đối tượng đã đánh bạc với tổng giao dịch số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Báo Đại Đoàn Kết cho biết, ngày 21 tháng 4, tin từ Công an huyện Quan Sơn, Thanh Hóa cho biết, ngày 17 tháng 4, trong quá trình thực hiện tuần tra lưu động, đơn vị đã phát hiện xe khách 16 chỗ do tài xế Nguyễn Văn Kỳ, 31 tuổi, trú tại khu phố Chu, thị trấn Cành Nàng, huyện Ba Thước, điều khiển đã vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua kiểm tra, tài xế Kỳ mắc các lỗi, không điều khiển xe có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Tổng mức phạt tiền với các hành vi trên là 45 triệu đồng. Ngoài ra, qua kiểm tra trên xe, đơn vị còn phát hiện tài xế chở nhiều hàng lạnh gồm 2 mã tấu, 4 thanh kiếm, 1 dao găm và 1 còng số 8. Tổ tuần tra sau đó đã lập biên bản niêm phong các tang vật, phương tiện vi phạm, đồng thời đưa Nguyễn Văn Kỳ về trụ sở công an thị trấn để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý đúng quy định của pháp luật. Tối ngày 20 tháng 4, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, Đắk Nông cho biết lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công một bé gái không may rơi xuống giếng bỏ hoang. Thông tin từ Vietnamnet, trước đó vào khoảng 16 giờ cùng ngày, cháu DTCA, tên viết tắt, học sinh lớp 5, trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, cùng bạn đi vào một rẫy cà phê gần nhà để hái quả. Khi thấy A đứng lên tấm gỗ che miệng giếng thì bất ngờ tấm gỗ bị gãy khiến cháu A rơi xuống giếng. Ngay lập tức, người bạn đi cùng đã chạy về báo với người lớn. Ngay sau đó, A được giải cứu. Hiện tại sức khỏe của cháu đã ổn định và đang được người nhà chăm sóc. Thời báo Tài chính đưa tin, Cục Hải quan Đồng Tháp, Chi cục Hải quan Thường Phước vừa bắt giữ 3.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng lợi dụng đêm tối đến khu vực giáp danh biên giới, nhận thuốc lá ngoại và chia nhỏ ra làm nhiều túi ni lông, vận chuyển vào tuyến nội đồng qua nhiều giai đoạn để vào nội địa tiêu thụ. Khi phát hiện lực lượng tuần tra, các đối tượng bỏ lại các túi hàng và phương tiện vận chuyển là chiếc thuyền nhựa có 2 túi ni lông chứa 3.000 bao thuốc lá và chạy thoát thân. Hiện vụ việc được Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước phối hợp xác minh làm rõ để xử lý theo quy định. Tối ngày 20 tháng 4, ông Lê Trương Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa cho biết, các lực lượng chức năng đang phối hợp tìm kiếm học sinh mất tích khi đi tắm biển. Thông tin từ Vietnamnet. Trước đó, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, nhóm 10 nam học sinh lớp 5 ở phường Nguyên Bình rủ nhau ra khu vực biển Hải Hòa để tắm. Trong lúc đang tắm, thì hai em học sinh bị nước cuốn trôi xa bờ và mất tích. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng nhân quân phối hợp cùng lực lượng biên phòng, công an huyện tìm kiếm hai học sinh mất tích. Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể hai em học sinh. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật được cập nhật đến 11 giờ trưa nay, ngày 21 tháng 4. Báo điện tử VOV cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ hiện đang triển khai thêm binh sĩ và thiết bị để chuẩn bị cho khả năng sơ tán các nhân viên đại sứ quán Mỹ ở Sudan. Một số quan chức chính quyền Tổng thống Biden cho biết, việc triển khai thêm binh sĩ để chuẩn bị cho khả năng sơ tán nhân viên sứ quán là cần thiết do tình hình ở Sudan đang bất ổn với các cuộc giao tranh diễn ra thường xuyên. Kế hoạch sơ tán đã được đề xuất sau khi một đoàn xe ngoại giao Mỹ bị tấn công hồi đầu tuần ở thủ đô Khartoum của Sudan. Trong thông báo ngày 20 tháng 4, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ triển khai bổ sung năng lực tại khu vực để giúp sơ tán nhân viên ngoại giao tại Sudan nếu cần thiết. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không cung cấp thêm chi tiết cũng như vị trí triển khai bổ sung binh sĩ.
kể từ khi xung đột nổ ra giữa một nhóm bán quân sự và lực lượng chính phủ Sudan. Mỹ đã di chuyển các nhân viên sứ quán tới một địa điểm tập trung và an toàn nhằm chuẩn bị cho công tác sơ tán khi cần thiết. Theo CNN, nền nhiệt trung bình ở nhiều nước châu Á liên tục lập kỷ lục mới khi đợt nắng nóng đầu tiên vào đầu tháng 4 chỉ mới bắt đầu. Nắng nóng gay gắt gần như bao trùm toàn bộ châu Á và không có dấu hiệu thuyên giảm. Ở Đông Nam Á, một số quốc gia đã công bố nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận trong tuần này, trong khi nắng nóng gay gắt ở tiểu lục địa Ấn Độ đã khiến hàng chục người thiệt mạng. Lào là quốc gia mới nhất lập kỷ lục mới mọi thời đại khi luôn pha băng, có lúc ghi nhận nền nhiệt độ lên đến 42,7 độ C. Theo ông Herrera, dữ liệu từ Cục Khí tượng Thái Lan cho thấy lần đầu tiên trong lịch sử nước này, nền nhiệt ở một số khu vực đã tăng lên 45 độ C trong tuần trước. New Zealand hủy cuộc thi săn mèo hoang cho trẻ em dưới 14 tuổi sau phản ứng dữ dội từ công chúng và các nhóm bảo vệ động vật, báo VN Express thông tin. Trước đó ngày 15 tháng 4, nhà tổ chức công bố hạng mục mới dành cho trẻ em dưới 14 tuổi trong cuộc thi săn mèo hoang thường niên với giải thưởng cao nhất trị giá 250 đô la New Zealand, 150 USD. Sự kiện này là một phần hoạt động gây quỹ do giải săn bắn North Canterbury tổ chức cho trường Rotherham nằm ở vùng Canterbury của đảo Nam, phần lớn nhất New Zealand. Thông báo này lập tức châm ngòi làn sóng phẫn nộ từ công chúng và các tổ chức bảo vệ động vật, khiến nhà tổ chức phải hủy bỏ cuộc thi hôm 17 tháng 4. Trong tuyên bố được đưa ra hai ngày sau đó, nhà tổ chức cho biết những email, tin nhắn xấu xa và không phù hợp đã được gửi đến trường và những người liên quan cuộc thi. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trưa 21 tháng 4 của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.